chỉ cần đứng đó thôi, chỉ có thang quần áo với tay luôn. Không, nhà đây rồi. Khép cửa lại vào chị. Thế chị khép em, em đi vào không khép được. Ai ạ, ai cho em vào em đi biểu tí. Ui, ở chân. Không có. Lớn thế. Các bạn ơi, tại mình đang ở cái khu mà tập bơi ở to nhất ở cái tỉnh Vĩnh Phúc này các bạn. Hôm nay mình nghỉ rất là đông. À, cái khu này là cái khu mà tổ hợp nghỉ dưỡng bơi lội, yoga với cả đấy các bạn. Thì đây là mình sẽ giới thiệu một chút cho các bạn về cái mô hình hoạt động của cái khu tổ hợp này. Đấy, thì đây là một cái bể, khu này là trung tâm là một cái bể bơi rất lớn này. Thì cho mọi người học bơi đấy. Bể bơi này độ sâu này khoảng 1m6 là 1m7 là sâu nhất đấy các bạn nhá. Nó có trẻ em, người lớn đầy đủ hết. Đấy các bạn, rất là đông, rất là đông các bạn ạ. Các bạn nghỉ nhé. Đấy thì mình nói qua một chút là cái khu này là được đầu tư khoảng hơn 10 tỷ nha các bạn nhé. Hơn 10 tỷ cái khu này các bạn. Đấy, khu này là trong dự án tổ hợp nghỉ dưỡng bơi lội yoga của Vĩnh Phúc ấy. Đó thì trên tầng này là cái khu mà tập một ngày tập gym này, tập yoga này. Đấy, tập các môn thể thao đấy, môn thể thao trong nhà đấy. Còn đây là bể bơi trung tâm rồi. Bể bơi này hôm nay rất đông các bạn. Thì cái vé vào của một vé là 60.000 các bạn nhé. Đấy thì ở đây thì có bán vé lâm với vé cho buổi ấy. Thì khi mình vào mình mua vé cho buổi thì 60.000 vé. Đó các bạn, còn cái khu ở kia là khu đi vệ sinh cho trong mọi ngày tắm trắng và đi vệ sinh ấy. Đấy, cái tủ để đồ thì ở đây kia. Hôm nay ngày dỗ tổ Hùng Vương rất là đông các bạn ạ. Đấy thì bạn nào mà chưa biết bơi thì sẽ qua đây để các thầy giáo thầy bơi ở đây sẽ hướng dẫn các bạn cách bơi đấy các bạn ạ. Thì các thầy ở đây rất nhiệt tình, tận tụy với công việc đấy. Đấy, rất là nhiều người hôm nay, rất nhiều người hôm nay ở đấy, trẻ em cũng rất đông. Đấy thì đi học bơi rồi thì đi nói chung là bể này là cái bể rất là to các bạn, bể diện tích rất là rộng ấy. Đây là cái khu này là cái khu mà có tên là Pami Philip ở Vĩnh Phúc các bạn nhé. Đó. Đây thì chưa biết bơi thì muốn với bạn muốn học bơi các kiểu, tất cả các kiểu thể loại hình bơi, bạn muốn bơi kiểu gì người ta cũng gọi là có thầy giáo này các bạn, như là bơi ếch này, bơi bướm, bơi chó, hoặc là bơi lặn, bơi rất nhiều kiểu bơi các bạn ạ, bơi ngửa đúng không, bơi ngửa đấy. Các bạn muốn học bơi kiểu nào thì có người dạy cho các bạn. Và cái khóa học, một khóa học bơi ở đây thì khoảng 3 triệu trọn gói các bạn nhé. Đó, 3 triệu trọn gói một khóa học.
bơi là khoảng 20-27 đấy các bạn ạ. Đấy, 27, sau 27 thì các bạn sẽ biết bơi thành thạo luôn. Đó. Đấy, hôm nay thì nghỉ lễ rất là đông các bạn. Hôm nay mình sau cái đợt dịch Covid ấy, quán này nó cửa mất mấy tháng. Mình có vé bơi ở đây thì mình mất mấy tháng ở đây cũng hơi tiếc các bạn ạ. Trước mình mua vé lẩm đây ấy, thì mình rất là hay gọi là đi bơi đấy, thì bơi nước để ở đây là nước sạch lắm các bạn ạ, nước trong lắm, đây ạ. Trong veo luôn các bạn, nhìn thấy đáy luôn đó các bạn ơi. Chỉ ở cái trung tâm này là ở Vĩnh Yên đấy các bạn nhé. Ai mà muốn bơi ở Vĩnh Phúc mà muốn học bơi thì qua đây học nhé các bạn nhé. Đó. Cái khu ở trên tầng này là khu tập yoga và tập chạy bộ trong nhà này, tập thể hình đấy các bạn ạ. Đấy, cái khu ở trên tầng này nhá. Khu này nhà này có 2 tầng các bạn. Cái khu ở trên là cái khu tập đấy, tập thể hình, tập trong nhà đấy. Còn dưới này bể bơi. Các bạn mình nói qua một chút cho các bạn biết về cái nguyên lý hoạt động của hệ thống bể bơi này nhá. Thì cái bể bơi như này á thì sẽ có rất là nhiều những cái ống thoát nước người ta lắp ở đáy đấy. Đấy thì mùa đông thì sẽ người ta sẽ gọi là liên tục cung cấp nước nóng vào qua những cái ống nhỏ ở dưới đáy đấy. Đấy thì nếu bể bơi mùa đông, mùa hè thì không cần. Đấy, có những cái ống ở dưới đáy người ta lắp rất nhiều luôn. Ở dưới đáy này các bạn ơi, mình ở dưới ở những cái tít dưới đáy này. Đấy thì họ sẽ cung cấp là nước liên tục, có hệ thống thoát nước và hệ thống bơm nước vào đấy. Thì họ sẽ bơm 24/24 luôn. Thế mà bởi vậy là nước lúc nào cũng rất là sạch đấy. Bởi vì cái lượng ấy lượng là người đông người tắm đông thì nước nó sẽ rất là nhanh bị ô nhiễm và rất là bẩn rất nhanh ấy. Nên là họ có cái hệ thống khoan nước và hệ thống cung cấp nước lắp ở dưới đáy đấy liên tục nha các bạn nhá. Đó. Và ở bể bơi này thì cũng bể bơi này thì cũng có nhân viên cứu hộ hoạt động 24/24 thì bất kỳ ai là xảy ra vấn đề gì là chắc chắn là sẽ có người ta cứu hộ người ta đấy, người ta vào cuộc luôn để giải cứu ấy. Đó các bạn ơi. Đó, ngày hôm nay đông lắm các bạn, hôm nay 34 ấy. Bà đứa kia nó đang đua trên đường đua các bạn. Hãy subscribe.
nhân viên cứu hộ các bạn ơi. Đó, cái nhân viên cứu hộ ấy các bạn nhá. Và kiêm thầy giáo dạy bơi luôn. Rất là vui các bạn. Đấy thì mình nói qua về cái trung tâm này đấy, thì ở đây Vĩnh Phúc này có trung tâm này là địa chỉ học bơi rất là uy tín đấy các bạn ạ. Đấy các bạn ai mà muốn học bơi thì sẽ qua cái trung tâm có tên là Family Fitness này ở Vĩnh Yên đấy các bạn nhé. Thế đây cái nhờ những đội ngũ giáo viên dạy bơi rất là nhiệt tình nhé, và giá cả gói bơi đấy thì nó rất rẻ các bạn ạ. Đó thì có gì các bạn muốn học bơi thì các bạn qua đây nhá. Đấy thì mình đây có một đội bơi nhỏ đây đó các bạn, đây bơi nhỏ đấy. Rất vui các bạn ạ. Thôi mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào các bạn nhé.